Xin chào mọi người đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Hôm nay mình có dịp đi cưa cây, nhưng mà mình vô ngay trang cái vườn mai nè. Vườn mai rất là nhiều cây mai luôn, nhưng mà mình thấy những cây mai xum xê rất là đẹp. Đây, anh thích cây mai này, cây mai mà rất là đẹp nha mọi người. Đây, đây gốc mấy cây mai đây mọi người ơi. Bự quay mấy cái mai sâu vậy. Đây, gốc mai này gốc mai xù nha mọi người đó. Rất là đẹp mà mình mới té. Rất là đẹp nha mọi người. Đây, nhiều gốc mai lắm mọi người ơi. Đây, cây mai nè. Đây nhiều quá. Đây, cái gốc mai này cũng đẹp nữa nè. Gốc mai này gọi là gốc mai sụn, nhưng mà đó cái gốc của nó nè. Đây đây, một vườn mai luôn, rất là đẹp. Mình sẽ quay một vườn mai. Cái tàn nó tròn luôn á mọi người. Đây, rất là nhiều luôn á. Mình sẽ đi từ từ đường tham quan cái vườn mai này nè. Thôi trời, Tết cây này ra bông. Cho đi tham quan chút nha chú. Bên đây nè, cái cây lụng lực bên đây nè. Đây cái gốc mai. Hồ quá trời vườn mai, mai đẹp quá. Hồ cái mai, vườn mai là đẹp quá. Đây. Đây này nó đúng xù luôn nè. Trời ơi. Đây. Trời trời. Gốc tới ngọn luôn kìa. Lùng lực luôn. Gốc mai gì không biết, gốc mai xù rồi hả? Đây. Quá trời đẹp rồi. Wow. Cái tay nè. Có cái tay nè. Lật ngược lên, lật ngược lên. Đây. Đó, này, này. Wow. Xù tới đây luôn rồi nè. Rồi đứng vậy quay chơi, tàn ở trên. Hết hồn cho mày. Xe ra. Đây mình sẽ tới cây mai này đó. Cây mai, không biết cây mai gì mà đẹp quá. Đẹp không chú vườn này à? Trồng mai đẹp không mọi người ơi? Toàn là mai giờ nó có hồn hết. Cái góc này cũng đẹp lắm nè. Vườn mai tiền tỷ. Một chút mình sẽ hỏi chủ vườn này địa chỉ ở đâu. Đây là cái cây cây măng cục. Còn đây là cái cây, cái cũng là cây kiểng mà cây gì mình quên rồi. Cây nguyệt quế. Đúng rồi, cây nguyệt quế đây. Đây, mờ mai đây nè. Kiểng bên đây thì còn nhóc bên. Trời, dừng kiểu, dừng kiểng đó luôn hả? Đây. Đây cũng là mai đó. Đây nè, phía trước mình là một vườn mai luôn, nhưng mà cách một cái con đường mình đâu tới không được. Đây đó, vườn mai không. Bên kia là mít. Bên kia thì mai xen với mít nè mọi người. Đây. Cây
Nãy giờ mình đi vòng vòng nhưng mà mình ấn tượng nhất là cây mai này nha mọi người. Đây. Cây mai này, cái mai xù đó. Cái tàn nó rất là tròn và đẹp đây. Cái gốc mai ở đây. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Thế mình đo gan tay thử bao nhiêu khoảng bao nhiêu nha. Hai gan tay không con? Ba gan rưỡi. Ba gan rưỡi. Mà một gan là của con là 20 phân. Ừ, quá. Gốc mai này ấn tượng nhưng mà cũng còn nhiều gốc khác đẹp hơn, cũng đẹp chứ nha mọi người. Đây cũng cái gốc này cũng đẹp. Đó. Vườn mai xinh xoe luôn mọi người. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Chú ơi, cho con hỏi cái vườn mai này của chú đầu tư lâu chưa chú? À, chú trồng khoảng giờ 40 năm rồi. Dạ. Cái gốc mai nó lớn nhất là khoảng bao nhiêu năm hả chú? Thì đó, 40 năm đó. Dạ. Cái con thấy cái gốc mai sụ đó là cái giống ở đâu chú? Cái này chú trồng tự nó lên sụ thôi chứ đâu có biết đâu. Dạ. Trồng lâu quá mình lấy hột mình ương thôi. Dạ. Như số lượng mình đây khoảng bao nhiêu cây mai chú? Chắc tổng hết chung gần 100 cây. Dạ. Cây mình vòng vòng đây là trồng toàn là mai không? Con có thấy mé bên kia nó cũng mai là của chú nó không chú? Đâu, quả luôn. Dạ. Thì mình cái địa chỉ này là ở đâu chú? Này tổ 2 ấp Mỹ Lược, Thiện Trung, dạ. Cái Bè Tiền Giang. Dạ. Thiện Trung Cái Bè Tiền Giang. Dạ. Thì con thấy cái vườn mai rất rất là đẹp. Đây. Tổng cộng vòng vòng là khoảng 100 gốc mai. Trong quá trình chờ đồng tư cũng là kiểm rồi. Đây mình xin kết thúc video tại đây. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Lập Phạm Tiền Giang trong thời gian.